Và bây giờ chúng tôi chỉ cần một người nữa. Ai là những người đau khổ? Ai là những người đau khổ nhiều nhất trong cuộc sống của mình? Có sống. Ai là những người đau khổ nhiều nhất? Rồi mời con. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa gửi rất nhiều chứng nhân đến để cho anh chị em thêm vững lòng tin. Chúng ta được Chúa ban ơn ngày nào, chúng ta tạ ơn Chúa ngày đó. Rồi con tên là gì? Dạ con tên là Liên Hiền, con là một Phật tử đến từ xã Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng thì Chúa lại gửi cho chúng ta một chứng nhân là Liên Hiền, họ Liên tên Hiền. Tên đầy đủ của con là Lê Thị Diệu Hiền. Diệu Hiền là một Phật tử. Rồi con được ơn của Chúa như thế nào Diệu Hiền chia sẻ cho mọi người? Dạ, cách đây 6 tháng thì con được giấy chứng nhận của bác sĩ rằng ung thư giai đoạn cuối. Và ung thư bao vung dạ dày giai đoạn cuối và chỉ được sống trong 5 ngày. Còn nếu như trường hợp con đồng ý con mổ thì có thể là sống 5 đến 6 tháng. Và trường hợp lúc đó thì con là một Phật tử, con sống, con rất là tín ngưỡng bên Phật. Cho nên là con đã quyết định đến bệnh viện y học thành phố con hiến xác. Để con mong được trên cơ thể con có một cái bộ phận nào đó còn giúp được những người bệnh tật ốm đau. Cho nên là con quyết định con hiến xác. Và rồi nhân viên lành cũng đến với gia đình con. Có một dì ở xóm, dì đó tên là dì Linh. Dì nói là đừng có vô vọng nữa, hãy tin nơi Chúa và gia đình. Thử đi, thử cầu nguyện đến với Chúa một lần đi. Con của bà nó sẽ hết. Nó còn nhỏ, còn trẻ mà nó còn khỏe quá. Mà thấy nó cũng đi chùa, thực hiện này kia. Mà sao bây giờ có đường số vắng tắt quá. Đứng ở cánh phòng này, con xin phép cha và các ông bà, cô chú ở cánh phòng này cho con mượn đôi bàn tay để hoan hô dì Linh một lần nữa. Con đã... Rồi kể tiếp, con cứ kể tiếp. Thì lúc mà con nằm trong một cái sự gọi là không còn đường thoát nữa thì lúc đó con chưa nhớ đến Chúa đâu, mà con chỉ niệm Phật, tụng kinh, ăn chay, trì kinh thôi. Và con đã mổ thành công. Và sau đó con vào hóa trị. Sau 4 lần hóa trị thì con chịu tín ngưỡng vào Phật giáo. Và những cơn đau đớn tột cùng, bệnh tật, đi không được, nói không được, thậm chí là không nghe được, thì lúc đó con chợt nghĩ đến rằng Chúa ơi sao đau khổ quá. Con lại nói được một câu Chúa ơi sao con đau khổ quá. Thì cái tay con đang truyền dịch lại cử động được. Con nói Chúa ơi gì thế này. Thì bắt đầu tay chân con co rút được, con cử động được. Con nói má ơi con khát nước quá. Thì lúc đó con đã thấy được sự màu nhiệm của Chúa. Và con tin vào sức mạnh của Chúa đã đến với con, đã ban phước lành cho con. Và từ đó thì con tin vào Chúa. Sau lần hóa trị thứ 5 thì con không còn niệm Phật nữa, mà con chỉ xin Chúa ban phước lành cho con. Cho con hóa trị lần này con không đau, con không gì hết. Thì quả là thật là hóa trị lần thứ 5 thì con rất là khỏe mạnh. Hiện tại con mới hóa trị được vài ngày. Thì các cô bác thấy con có khỏe không ạ? Và con cũng có duyên lành con đến được ở đây thì con cũng mong. Làm sao con đến được đây, anh giới thiệu con đến đây và con đến đây con thấy thế nào? Dạ lúc ban đầu gia đình con không có cho đi, tại vì ở nhà con cứ nằm không à. Con từ ngày hôm qua dì Linh mới nói là Hiền ơi đi đến với cha Long để nhìn thấy, để nghe này kia, để cho con mở rộng tầm nhìn của con hơn, để con có một cái suy nghĩ về Chúa nhiều hơn, con tin Chúa nhiều hơn. Con nói là con tin Chúa dữ lắm rồi, con chỉ mong là con khỏe. Tin dữ lắm rồi phải không? Dạ, con rất là tin rồi.
Và hầu như cứ mỗi đêm là con rảnh con nói chú ơi chú ơi, mà con không hiểu chú ơi là sao, chú từ đâu, chú ai sinh ra, con không hiểu gì về chú. Nhưng mà mỗi lần đi xe dập ổ gà hay gì là chú ơi, và quên hẳn từ A Di Đà Phật đi rồi. Dạ thì con mới xin Chúa là Chú ơi ban cho con sức mạnh đủ sức khỏe để con đi với dì Linh đến với Cha Long hôm nay. Thì quả thật là con như thế này có giống người bệnh không ạ? Con rất khỏe đúng không ạ? Tóc của con có rụng không? Dạ lúc ban đầu thì hóa trị 3 lần tóc con rụng nhiều lắm. Xong cái con nói bây giờ khỏe rồi tự nhiên muốn mình đẹp. Thấy đầu trọc sợ quá. Nói với bác sĩ ơi, bây giờ điều kiện á, thì tới đâu thì tới rồi. Bây giờ bán nhà bán cửa cũng phải lo, mỗi lần hóa trị rất là tốn kém. Nhưng mà giờ sâu sợ xấu quá, đầu trọc ghê lắm. Có loại thuốc nào mà cho nó ít tóc, nó rụng bớt thôi, đừng có trọc đầu được không? Thì bác sĩ nói là như thầy chùa thôi chứ không có còn thuốc nào mà để còn tóc hết á. Xong cái mới nói chú ơi, con không có muốn trọc đầu đâu, thì mới so đầu về tự nhiên thấy tóc mình không còn rụng trên tay nữa. Chứ thường ngày thì tóc. À, hôm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ con 35 tuổi. Có người yêu chưa? Dạ con ly hôn rồi ạ. Dạ. Rồi con sống với ai? Dạ con hiện tại về con nương tựa với ba mẹ con. Rồi. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy trong 14 trận làm thánh giá, chúng ta đã nói đến chuyện Simon vác đỡ thánh giá Chúa Giêsu. Và đây thì có thêm người thứ mấy, bà Veronica trao khăn cho Chúa Giêsu lọt mặt. Thứ mấy? Người thứ sau bà Veronica trao khăn cho Chúa Giêsu lọt mặt. Tôi theo lòng mạnh bảo bà Veronica đi ca chẳng sợ quân dữ, một mình Đức Chúa Giêsu mà thấy cá và mình máu chảy ra thì trao khăn cho người lọt mặt rui xin bây giờ. Đây có một Veronica của ngày hôm nay, đó là cái cô bé Diệu Linh này, cô vẫn gọi là dì Linh, tôi tưởng là bà Sơ. Bà giới thiệu và đồng thư cho Chúa, nhưng mà không phải là, đây không phải là bà Sơ, nhưng mà là một người giáo dân bình thường. Cô Linh, mời cô nói tí xíu về trường hợp của em này, vắn tắt. Thưa cha, con được hai ơn. Đúng không? Cô giới thiệu cái này thôi. Dạ, hai ơn gần đây cũng người bên lưng hết. Một em này với một cháu của bà Xui Gia của con. Em này thì hôm nọ con nghe nói là nó bị, này là mẹ của nó là bạn của con. Thì con mới đi tới thì bà mấy đứa người hàng xóm mới nói là con có đi thăm con của bà bạn chưa, nói thôi bấm tắt thôi, vậy là được rồi, đừng có kể rồi. Để con giới thiệu lòng thương cho Chúa cho Diệu Liên đúng không? Dạ, dạ thưa em này là có chồng hai đứa con, vừa rồi là đi bệnh viện là cái con mới đưa số điện thoại cho con, bảo là kêu con gái con nhắn tin số cha đưa cho em này để nhắn tin cho cha Long. Thì em này mới lên mới nhắn tin cho cha, thì cha nhắn trở lại, cha mới hỏi em là con người gì, có mấy đứa con, rồi mấy tuổi. Thì cha cũng có hỏi em á, thì em mới kể cho cha nghe. Thì bữa con gặp mẹ của em thì con nói là cha nhắn tin trở về rồi, chị cứ yên tâm. Rồi để ta tặng cho cô Linh một cái máy 365 bảy dạng lòng. Rồi bây giờ con có rồi. Rồi con có rồi, bây giờ cha gửi tặng cho Liên, Diệu Liên phải không? Đây cái máy 365 bảy dạng nha. Chú ơi con không muốn chọc đầu đâu. Rồi con nói con chưa biết Chúa là ai, Chúa sinh ra như thế nào, thì con đọc thêm bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Lấy cho cuốn tâm thư, rồi lấy cho hai cuốn sách tâm thư, rồi đây là cái móc khóa
Linh có thích móc khóa này không? Thích không? Rồi đây cho tặng cho con. Móc khóa lòng thương xót. Bình trước thì con cầm cái chuỗi bồ đề con niệm. Bây giờ con cầm chẳng hạt, con đọc kinh lòng thương xót Chúa được không? Con chưa biết đọc ạ. Rồi cho sẽ đọc cho các bạn con cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con đọc nha. Đây là hai cuốn, một cuốn từ tặng cho cô Linh, một cuốn tôi tặng cho cô Liên nha. Đây rồi, đây là chuỗi cho tặng cho con. Rồi con về con đọc cuốn sách này để con sẽ biết lần Chúa như thế nào, con sẽ biết Chúa là ai. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã sai con một của Ngài xuống thế gian để bất cứ ai tin vào con Ngài thì được cứu. Con chỉ cần tin rằng Giêsu là Chúa, con kêu lên đó, đứng đó cứu chữa con. Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, yêu thương hết tất cả mọi người, càng những người đau ốm bệnh tật, càng những người đau khổ, càng những người ngoài đạo, càng những người tội lỗi thì Chúa càng thương xót, càng yêu thương hơn. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây, còn cái quạt con cầm nốt đi. Rồi. Rồi, xin chúc lành cho con.